Tôi xin phép được đọc lời Chúa trong sách tiên tri Esai đoạn 45 từ câu 1 đến câu 8. Xin hào thánh cùng theo dõi. Lời tiên tri về Siru, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sự rao truyền cho dân Ngài. Đức Gieo và phán thể này cùng Siru là người sức dầu của Ngài. Ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người. Ta sẽ tháo dây lưng các ngươi, đặng mở cửa các thành trước mặt người cấm không được đóng lại. Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bể gãy then gài bằng sắt. Ta sẽ ban vật báo chứa trong nơi tối của cải chứa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta là Đức giê va Đức Chúa Trời của Israel, đã lấy tên ngươi, gọi ngươi. Vì cứ gia cướp, tôi tới ta, ở Israel, kẻ lựa chọn của ta, nên ta đã lấy tên người gọi ngươi và đặt tên thêm cho ngươi dầu ngươi không biết ta ta là đức giê không có đấng nào khác ngoài ta không có đức chúa trời nào khác nữa dầu ngươi không biết ta ta sẽ tác lưng ngươi hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ đứa biết rằng không có đức chúa trời nào khác ngoài ta ta là đức Giê-va, không có đấng nào khác ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ chính ta là đức giê hô làm mọi sự đó hỡi các tầng trời hãy sa móc xuống từ trên cao vòng cung hãy đổ sự công bình xuống đất hãy tự nẻ ra đặng sanh sự cứu rỗi sự công bình mọc lên cả một lần ta là đức giê hô đã dựng nên sự đó xin mời thánh nghe phần In Isaiah 45, it reads This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of, to subdue nations before him and to strip kings of their armor, to open doors before him so that gates will not be shut. I will go before you and will level the mountains. I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. I will give you hidden treasures, riches stored in secret places. So that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name. For the sake of Jacob, my servant, of Israel, my chosen, I summon you by name and bestow on you a title of honor, though you do not acknowledge me. I am the Lord, and there is no other apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me, so that from the rising of the sun to the place of its setting, people may know there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. You heavens above, rain down my righteousness. Let the clouds shower it down. Let the earth open wide. Let salvation spring up. Let righteousness flourish with it. I, the Lord, have created it. Please remain standing as we pray. Dear Heavenly Father, Con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con được đến trong đền thánh của Chúa để thờ phượng Chúa sáng hôm nay. I thank you for allowing us to come to uh, your house to worship you this morning. Xin Chúa dạy cho chúng con biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời duy nhất. that you are the only God. Là đấng tự trị vũ trụ này. one who is sovereign over this world. Trong đó có cả cuộc đời của chúng con. Which includes our lives. Con cảm tạ Chúa thật nhiều và cầu nguyện. And I thank you and I pray. Trong danh Chúa Jesus Christ. In Jesus name. Amen. Amen. mời quý vị đồng toàn. be seated thật là vui được uh, chia sẻ lời Chúa với quý vị buổi sáng hôm nay. I'm very happy to share the word of God with you this morning. Uh, tôi nhớ là trong uh, chủ nhật uh, cuối trước khi uh, tôi về lại Mỹ đó thì tôi có giảng cho hội thánh uh, một bài giảng cho ngày đầu năm với đề tài là ba kinh nghiệm phước hạnh của David. I remember on my last Sunday before going back to America, I preached a sermon titled The Three Blessed Experiences of David. À, trong cuối bài giảng này đó thì tôi có đưa ra một câu hỏi rất là quan trọng rằng nếu chúng ta chỉ có một điều mơ ước trong năm mới này mà thôi thì chúng ta sẽ mơ ước cho điều gì? Tôi tin rằng sau khi chúng ta nghiên cứu qua Thi thiên 23 đó, nếu tất cả chúng ta đều thấy rõ được ba kinh nghiệm phước hạnh của David, quả thật là ba phước hạnh tuyệt vời nhất thì không ai trong chúng ta lại mơ ước một điều gì khác ngoài việc mơ ước có được ba kinh nghiệm phước hạnh mà David đã kinh nghiệm được ở trong Thi thiên 23. And I believe that after studying through Psalms 23, if we can see clearly the blessed experiences that David had that we would wish for nothing else than to experience what David did in Psalms 23. À uh, quý vị còn nhớ ba kinh nghiệm phước hạnh của David uh, mà tôi chia sẻ trong Thi thiên 23 là gì không? Do you remember what the three experiences that David had in 23 was. Uh, nếu ai trong quý vị không nhớ hoặc là không có cơ hội để nghe bài giảng này thì tôi có thể uh, nhắc lại chút xíu không sao. If you don't or did not have the chance to hear the sermon, then I will review it. There's no problem. Uh, Phước hành tuyệt vời thứ nhất mà David kinh nghiệm được chính là sự chăm sóc đến từ Đức giê -va. And the first blessing that David experienced was being cared for by the Lord. Thưa quý vị, không ai có thể hiểu được nhu cầu của chúng ta và có thể chăm sóc chúng ta bằng chính Đức Giê-hô-va. No Bởi vì chính Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên chúng ta và Ngài biết nhu cầu của chúng ta ngay cả trước khi chúng ta được dựng nên. Vì vậy tôi tin rằng khi chúng ta kinh nghiệm được sự chăm sóc từ chính Đức Giê-hô-va thì chúng ta có thể nói như David rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. And so I believe that when we experience the care that comes from the Lord, we can say, just like David, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Quý vị, chỉ có sự chăm sóc đến từ Đức Sơ-va mới có thể làm cho chúng ta thỏa lòng và không còn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì nữa. And it's only the care that comes from the Lord that can satisfy us and make us feel like we lack nothing. À, Phước hành tuyệt vời thứ hai mà David kinh nghiệm được chính là kinh nghiệm được sự bảo vệ và binh vực từ Đức Sơ-va. And the second blessing David had was um, to be protected and defended by the Lord. Tôi tin rằng trong cuộc đời của chúng ta đó không nhiều thì ít chúng ta cũng phải đối diện với nhiều nỗi ức hiếp mà cần được bảo vệ bởi bên vực từ một ai đó. And I believe that in our lives more or less we have to face many different situations that require protection from someone else. Nhưng mà câu hỏi là ai có thể bảo vệ và bên vực chúng ta trong những lúc như vậy bằng chính Đức Giê-va? So who can protect us better than the Lord? Câu trả lời là ngoài Đức Giêsu, thì không một ai có thể bảo vệ và binh vực chúng ta giống như Ngài đã bảo vệ và binh vực David. Đây là lý do mà trong uh, Thi Thiên 23 từ câu 4 câu 5 đó, David chia sẻ rằng, dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi cây gậy và cây trượng của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. And that's why David shares in Psalms 23:4-5. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. You rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Như tôi đã nói trong tuần trước đó được Đức giê va dọn bàn cho chúng ta đã là một phước hạnh lớn rồi nhưng mà được Đức giê va dọn bàn cho trước mặt kẻ thù của chúng ta là một phước hạnh lớn hơn And like I said in my previous sermon, uh, having a table prepared for us by the Lord is a blessing already. But having it done in the presence of your enemies is even greater. Uh, phước hạnh tuyệt vời thứ ba mà David kinh nghiệm được chính là được ở trong nhà Đức Giê-va cho đến lâu dài. Tôi tin rằng không có một phước hạnh nào tuyệt vời bằng chính phước hạnh kinh nghiệm được luôn ở trong nhà Đức giê va And I believe there is no greater blessing than to be able to dwell in the house of the Lord. Bằng chứng đó là chúng ta thấy David là vua, nhưng David không bảo rằng tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng hãy đi vào cung điện của ta, mà David bảo rằng tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng hãy đi đến nhà của Đức giê va and david's a king but he didn't say i rejoice with those who said to me let us go to my palace but he, go ahead. Uh, but he said um, in psalms twenty one uh, one 122 verse 1 i rejoice with those who said to me let us go to the house of the lord and to david uh, the experience of being able to dwell in the house of the lord is truly a blessing như tôi đã nói trong bài giảng trước ở trong cung điện của vua cũng có thể bị nhiều người làm cho chúng ta nhức đầu nhưng được ở trong nhà của Đức Giê-ba thì không ai có thể làm cho chúng ta nhức đầu. ở trong cung điện của vua có thể bị đuổi giết nhưng mà được ở trong nhà Đức Giê-ba thì không ai có thể đuổi giết chúng ta when you're in the king's palace you can be exiled or killed but in the house of the lord there is no such thing bởi vì một khi chúng ta được ở trong nhà Đức giê Trời chính là được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời because when we are in the house of the lord we are in the presence of god và một khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì thử hỏi còn ai dám nghịch với chúng ta and when we are in the lord's presence who can stand against us đây là lý do trong lời cuối của thi thiên 23 đó thì David ghi rằng quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-va cho đến lâu dài and that's why in the final words of Psalms 23 David says surely your goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever thưa quý vị chỉ có luôn được ở trong nhà Đức Giê-va thì phước hạnh và sự thương xót của Ngài mới chạy theo chúng ta. And only when we are dwelling in the house of the Lord Can goodness and love of the Lord follow us? Còn nếu ở ngoài nhà của Đức Giê-ba thì cho dù chúng ta có cố gắng chạy đi tìm phước hạnh và sự thương xót, thì phước hạnh và sự thương xót sẽ càng chạy xa chúng ta. Câu hỏi cho quý vị và tôi sáng hôm nay đó là nếu mục đích theo Chúa của chúng ta không phải là khao khát được kinh nghiệm luôn ở trong nhà Đức Giê-ba, thì tôi thật sự không biết mục đích theo Chúa của chúng ta là khao khát được ở đâu. And my question is, if our purpose of following the Lord is not to dwell in His house, then I don't know what our purpose is. Như tôi đã có chia sẻ trong bài giảng trước đó, nếu tôi chỉ có một mơ ước, mơ ước một điều ở trong năm mới này mà thôi, thì tôi sẽ mơ ước có được ba kinh nghiệm tuyệt vời giống như David. And like I said in my previous sermon, if I could wish for only one thing in this new year, It would be to experience the blessings that David had. bởi vì không có kinh nghiệm phước hạnh nào tuyệt vời hơn ba kinh nghiệm phước hạnh mà chính David đã kinh nghiệm ở trong Thi Thiên Bài. Because David Nếu David có được tất cả mọi thứ mà con người ở trên thế gian này đều mong muốn, mong muốn như là có được địa vị nè, quyền lực và sự giàu có. Nhưng David lại cho rằng có được địa vị, quyền lực và giàu có không thể sánh với ba kinh nghiệm là được Đức Giê-va chăm sóc, được Đức Giê-va bảo vệ binh vực và được ở trong nhà Đức Giê-va cho đến lâu dài. Thì thử hỏi, còn thứ gì khác ở trong thế gian này có thể khiến chúng ta mong ước hơn là mong ước có được ba kinh nghiệm phước hạnh giống như David? David had received almost everything that people wanted to experience in this world, like status, wealth, and authority. But he says that these things do not compare to being in the care of the Lord being protected and defended by the Lord and being able to dwell in the house of the Lord forever so what else can we wish for aside from what David had experienced trong bài giảng and in today's sermon I would not ask uh, the same question as the previous sermon Uh, what wish for in the new year because the new year already passed. Nhưng mà câu hỏi mà tôi muốn hỏi quý vị sáng hôm nay đó cũng không kém quan trọng so với câu hỏi mà tôi đã hỏi quý vị trong bài giảng trước. Là nếu trong cuộc đời của quý vị phải chọn chỉ biết một điều và kinh nghiệm được một điều mà thôi thì quý vị sẽ chọn chỉ biết và kinh nghiệm điều gì? But today's is one thing, what would you choose? Có lẽ mỗi chúng ta có nhiều điều lựa chọn khác nhau. Nhưng thưa quý vị, nếu tôi phải chọn chỉ biết và kinh nghiệm một điều ở trong cuộc đời của tôi mà thôi, thì tôi sẽ chọn là biết và kinh nghiệm rõ được Đức giê chính là Đức Chúa Trời. We may have different choices individually, but as for me, I choose to know and experience one thing, to truly know and experience that the Lord is God. Hơn thế nữa đó, Tôi còn muốn biết và kinh nghiệm chắc rằng ngoài Đức giê va là Đức Chúa Trời thì tôi sẽ không để lòng tin cậy vào một đấng nào khác. And I want my trust in anyone else. Thưa quý vị, phân đoạn uh, kinh thánh mà quý vị vừa nghe đọc ở trong Sai đoạn 45 từ câu 1 câu 8 đó, là một phân đoạn kinh thánh rất là quan trọng the passage uh, that Isaiah wrote in Isaiah 45, 1 8 is very important. Lý do phân đoạn kinh thánh này rất là quan trọng là bởi vì những lời phá của Đức Chúa được tiên tri Isai, Isai, ghi lại đều nằm ở trong ngôi thứ nhất. Because these words written by Isaiah were in the first person. Chẳng hạn như trong câu 5 đó thì ghi rằng Ta là Đức Chúa không có đấng nào khác. Ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Like in verse 5. I am the Lord, there is no other. Apart from me, there is no God. Nói một cách khác thì những gì được tiên tri Esai ghi lại ở trong Esai 45 từ 1 câu 8 đó, giống như là những lời phán ra trực tiếp từ miệng của Đức Chúa Trời chứ không phải được ghi chép lại gián tiếp bởi một con người nào. So the words Isaiah wrote down in Isaiah 451 8 are like words that came directly from God's mouth, not words written indirectly by someone else. Điều này cho thấy đó quý vị, nếu bất cứ ai đọc qua phân đoạn kinh thánh này thì người đó phải thừa nhận rằng kinh thánh chính là lời của Đức Chúa Trời chứ không phải là lời của con người. So if anyone reads this passage, they must recognize that these are the words of God, not the words of man. Tôi muốn hỏi là quý vị có thắc mắc là Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết rõ điều gì về chính Ngài khi Ngài khẳng định với chúng ta rằng ta là Đức Giê va không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa không? Do you have any questions on what God wants to know? God wants us to know when He says, "I am the Lord, and there is no other. Apart from me, there is no God." Tôi không biết quý vị như thế nào nhưng mà đối với tôi đó khi đọc qua câu này tôi thấy có ba điều mà Đức Chúa Trời muốn phán rõ với chúng ta. I don't know about you, but as for me, I see three things that God is saying to us. Thứ nhất đó Đức Giê-rô-phát muốn cho chúng ta biết rõ rằng Ngài là Đấng duy nhất tể trị mọi sự ở trong thế giới này.

ba điều mà Đức Giê-va muốn khẳng định với chúng ta qua Ê-sai đoạn 45 câu 5 phần E đó là ba điều rất là quan trọng. Không những quan trọng cho chúng ta là những người đã theo Chúa mà còn quan trọng cho tất cả mọi người. And the three things that God wants us to say, wants to say to us in Isaiah 45 verse 5 is not only important for us who follow him but everyone. Tôi tin rằng biết và kinh nghiệm rõ được Đức Giê-va là Đức Chúa Trời đó ngoài ngày không có Đức Chúa Trời nào khác nữa không những sẽ thay đổi mục đích sống của chúng ta mà còn có thể thay đổi cả vận mệnh trong cuộc đời của chúng ta nữa. And I believe that if you know and experience that the Lord is God and apart from him there is no other God it would not only change your purpose in life but also your destiny. Có lẽ sáng nay thì chúng ta không có đủ thời gian để đi qua hết ba điều quan trọng mà Đức Giê-va muốn bày tỏ cho chúng ta ở trong uh, Esai 45 từ câu 1 câu 8. Uh, nhưng mà Tôi sẽ đi chậm lại, tôi thà đi chậm hơn để cho chúng ta nhớ và áp dụng hơn là chúng ta đi nhanh mà không nhớ gì cả. We may not have enough time to go over all of these things in Isaiah 45, but I'd rather go slow so that we can apply than to go fast and not be able to apply anything at all. Và tôi nghĩ sáng nay chúng ta sẽ đi qua phần đầu nói về Đức Chúa Trời duy nhất để trị mọi sự ở trong thế giới này mà thôi. So this morning we're going to go over the first part on how God is sovereign. Of all things. Và hai phần còn lại thì tôi hy vọng là chúng ta sẽ học được ở trong những bài giảng tới nếu Chúa cho phép. And tôi không biết quý vị uh, tin như thế nào về sự tể trị của Đức Giê-va ở trong thế giới này. Nhưng mà đối với tôi đó, tôi tin rằng nếu Đức Giê-va không phải là đứng đang tể trị mọi sự ở trong thế giới này, thì thế giới này không thể tồn tại được. I don't know what you believe about the sovereignty of the Lord, but as for me, I believe that if the Lord is not sovereign over the world, it cannot exist. Hơn thế nữa, nếu Đức giê không phải là đấng đang tẩy trị mọi sự ở trong thế giới này thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời duy nhất mà phải còn một Đức Chúa Trời nào khác. And if he isn't sovereign, then he can't be the only god. There might be another. Nhưng mà Kinh Thánh khẳng định rõ ràng chỉ có một Đức Chúa Trời và Đức Chúa chính là Đức Chúa Trời ngoài Ngài không có một Đức Chúa Trời nào khác nữa. But the Bible says that there is only one God, and apart from the Lord there is no other. Bằng chứng rõ ràng nhất là trong ê đoạn 45 uh, câu 5 phần E đó chúng ta đã đọc qua rồi đó. Đức Chúa phán rằng ta là Đức Chúa không có đấng nào khác ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. And we've seen many times in Isaiah 45, I am the Lord and there is no other. Apart from me there is no God. Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta ở đây rất là quen thuộc với câu kinh thánh này không những quen thuộc mà còn rất là quen thuộc and believe and are nhưng mà điều quan trọng đó tôi muốn nói đây không phải là chúng ta có quen thuộc với câu kinh thánh này hay là không mà chúng ta có biết và kinh nghiệm rõ về Đức Giê-va giống như những gì mà ngài bày tỏ cho chúng ta qua câu kinh thánh này hay là không mới thật sự là quan trọng But the important thing is not whether we are familiar with it or not, but if we have truly known and experienced that what the Lord has told us in this verse. Thưa quý vị, biết và kinh nghiệm phải được đi liền với nhau. Knowing and experiencing must come together. Nếu chúng ta chỉ có biết về đức mà chưa thật sự kinh nghiệm được về Đức thì nó chẳng đem lại lợi đức gì cho chúng ta. If we know about the Lord but do not experience him at all, then there is no benefit to us. một người có thể biết về Đức Chúa Trời nếu người đó chịu khó đọc Kinh Thánh. Nhưng để kinh nghiệm được về Đức Chúa Trời thì người đó không phải chỉ cần đọc Kinh Thánh mà cần phải tin cậy vào Đức Chúa Trời như những gì mà họ đã đọc. A you Tin cậy mà tôi muốn nói đây không phải chỉ là tin có biết biết là có Đức Chúa Trời nhưng mà cần phải đặt trọn lòng tin vào Đức Chúa Trời. And trust is not just believing that there is a god, but to place our complete trust in him. Nói một cách rõ hơn đó là để cho chúng ta chỉ tin cậy vào một mình Đức Chúa Trời và không bao giờ tin cậy vào một đấng nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Thì điều kiện đó không phải chỉ có biết về Đức Chúa Trời mà cần phải kinh nghiệm về Đức Chúa Trời. In other words, in order for us uh we must trust in God alone. Uh, and never in anything else. We cannot just know God, we must experience him as well. Điều này cho thấy đó các vị. Biết và kinh nghiệm được rõ Đức Shiva là đấng duy nhất đang tể trị mọi sự trong thế giới này sẽ đem lại một lợi ích rất lớn cho cuộc đời của chúng ta. And knowing and experiencing uh, that the Lord is God will give us a great benefit. Và ít lợi lớn đó chính là giúp cho chúng ta luôn luôn nương cậy và chỉ tin cậy vào một mình Đức Chúa Trời mà thôi ở trong mọi hoàn cảnh. And this benefit is that we can trust in God alone in every situation. À, quý vị có bao giờ thắc mắc là điều gì thường làm cho chúng ta sợ hãi và lo lắng khi đối diện với những nghịch cảnh ở trong thế gian này không? Have you ever what makes us and when dealing with the difficulties in this world? Quý vị có thắc mắc là điều gì có thể làm cho chúng ta thà nương cậy vào con người hơn là nương cậy vào Đức giê khi chúng ta phải đối diện với những nan đề trong cuộc sống của chúng ta hay là không? Have you ever questioned why would we rather trust in else than in the Lord when we face trouble in our life? Tôi nghĩ câu trả lời chỉ có một mà thôi. Đó là bởi vì chúng ta chưa thật sự biết và kinh nghiệm được Đức giê là đấng duy nhất đang tẩy trị mọi sự trong cuộc đời của chúng ta cũng như ngài đang tẩy trị ở trong thế giới ngày hôm nay. And I believe there's only one answer, and it's because we have not known and experienced God, the one who is sovereign over our lives, like he is sovereign over the world. Uh, nếu nhìn lại lịch sử của tiếng dân Đức Chúa Trời là dân tộc Israel, đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ được sự tẩy trị của Đức Chúa Trời qua mọi thời đại là lớn là dương nào. If you look at the history of the Israelites, the chosen people of God, we can see how great the sovereignty of the Lord is across time sự tệ trị Đức Chúa Trời không những ở trên tiễn dân là Israel mà còn trên mọi dân tộc nhất là những dân tộc có liên quan đến tiễn dân Israel. God's sovereignty is not over the Israelites only but across all nations especially the nations that interact with the Israelites. Bằng chứng đó là để dạy cho tiễn dân Israel một bài học về sự bất tuân. Đức Chúa Trời có thể dùng Nebuchadnezzar là vua của dân tộc ngoại bang Babylon để trừng trị họ. To teach Israel a lesson of disobedience,

ở trên tiễn dân của Israel đó, cũng như trên mọi dân tộc tôi mời quý vị xem ở trong EC45 bắt đầu từ bộ and for us to see the sovereignty that God had over Israel and the other nations I invite you to read Isaiah 45 starting from verse 1 again Đức Giê va phán thể này cùng Siru là người sức giàu của Ngài ta đã cầm lấy tay hữu người đặng hàng phục các nước trước mặt người và ta sẽ tháo dây lưng các vua This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of to subdue nations before him and to strip kings of their armor, to open doors before him so that gates will not be shut. I will go before you and will level the mountains. I will break down. gates of bronze and cut through bars of iron. À, trong hai câu kinh thánh này đó thì có một cái từ ngữ là sức dầu. tôi không biết là quý vị có thắc mắc về từ ngữ sức dầu khi đọc qua hai câu kinh thánh này hay không. in these two verses there is a term anointed, and i don't know if you have any questions about this or not. có lẽ chúng ta không có thắc mắc gì khi đọc qua hai câu kinh thánh này, nhưng mà đối với bất cứ người nào đọc là người do thái đó hay là người Israel đó thì chắc chắn họ sẽ thắc mắc. Uh, it could be that you might not have any questions about this at all, but to the Israelites, they will have many questions. Lý do họ thắc mắc là bởi vì việc sức giàu chỉ dành cho những chức vụ và cho những người thuộc về tiễn dân của Đức Chúa Trời chứ không phải dành cho dân ngoại bang. It's because anointed is reserved for those who are serving the Lord or are part of his people, not for outsiders. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là Siro không thuộc về tiễn dân của Đức Chúa Trời và chức vụ mà ông sẽ có cũng không thuộc về tiễn dân của Đức Chúa Trời. Không những Đức giê va quý vị thấy nè, không những Đức giê va sức giàu cho Cyrus, mà Ngài còn nói rằng Ngài đi Ngài đi cùng và đi trước Cyrus để ban bằng các đường gặp gền hầu cho không một ai có thể chống cự lại được Cyrus. And not only did the Lord anoint Cyrus, he went ahead of him to level the mountains so that no one can stand against him. Câu hỏi đó là tại sao Đức Giê-va lại sức dầu cho Cyrus là vua của một dân tộc ngoại bang và ban bằng các đường gặp gần cho Cyrus để làm gì? So why did the Lord anoint Cyrus, the king of an outsider nation, and level mountains for him? Câu trả lời đấy quý vị là bởi vì Đức giê có một kế hoạch cho Siro và Ngài muốn sử dụng Siro để làm thành ý muốn của Ngài. And this is because God had a plan for Cyrus and used him to fulfill his will. Thưa quý vị, Đức giê là đấng tế trị mọi sự và Ngài có thể dùng bất cứ người nào Ngài muốn để làm thành kế hoạch của Ngài. God is sovereign over everything and he can use anyone to fulfill his will. Để giải cứu dân tộc Israel ra khỏi ách nô -no lệ của người Babylon, Đức Chúa Trời không cần phải dùng đến người Israel mà Ngài có thể dùng đến ngay cả dân tộc ngoại bang và dùng ngay cả một vua ngoại bang để giải cứu dân của Ngài ra khỏi người Babylon. And to save Israel from slavery in Babylon, God didn't have to use an Israelite. But he could use a king from an outside nation to save his people. Mà quý vị thấy điều kỳ diệu hơn nữa đó là không những Đức Chúa Trời sử dụng một vị vua ngoại bang để giải cứu tiễn dân của Ngài ra khỏi ép đô lệ của người Babylon mà Ngài còn đặt luôn cả tên cho vị vua ngoại bang này là Siêu. And a wonderful thing is that God did not only use an outside king to save his people from slavery in Babylon. He summoned Cyrus by name. Mời quý vị xem tiếp ở trong câu 3 và câu 4 đó. À, ghi rằng ta sẽ ban vật báo chứa trong nơi tốt và của, của cải chúa trong nơi kính cho ngươi để ngươi biết rằng ta là đức giê hô đức chúa trời của israel ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi vì có gia cốp tôi tới ta và israel đã kẻ lựa chọn của ta nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi và đặt tên thêm cho ngươi dầu ngươi không biết ta In verse 3 th to 4 I will give you hidden treasures Riches stored in secret places so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name. For the sake of Jacob, my servant, of Israel, my chosen, I summon you by name and bestow on you a title of honor, though you do not acknowledge me. And uh, I see something interesting here. When God bestowed the title of honor to Cyrus, Cyrus did not know who God was. À, quý vị biết tại sao uh, dù là Cyrus si được Đức Chúa Trời đặt tên nhưng mà Cyrus si vẫn chưa rõ Đức Chúa Trời là không? And do you know why when Cyrus was summoned by name by God, he did not know who God was? Là vì vào thời điểm của đời tiên tri Isaiah uh, 45 từ câu 1 câu 4 đó thì Cyrus si còn chưa được sinh ra đời. Because in the time Isaiah 45, 1 4 Cyrus had not been born yet. À, không những Cyrus si chưa được sinh ra mà ngay cả cha mẹ của Siru cũng chưa được sinh ra nữa. đối với chúng ta bây giờ thì những lời tiên tri này đã thuộc về quá khứ. Chúng ta có thể biết mọi chi tiết đã được ứng nghiệm một cách tường tận như thế nào. Nhưng mà vào thời điểm đó đó quý vị, thì những lời tiên tri này, tiên tri về Siru vẫn còn ở trong thời tương lai đến khoảng 150 năm. And to us, these prophecies are not a part of history. We know how it happened. But in the time, uh, the prophecies of Cyrus would take place 150 years later. Nói một cách khác đó là trước khi vua Cyrus được sinh ra khoảng 150 năm thì Đức Chúa Trời đã đặt tên cho Cyrus rồi. So 150 years before Cyrus was even born, God had already called, summoned him by name. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng Những gì xảy ra trong thế giới này là đến từ con người hay là được xảy ra một cách tình cờ? Many people uh, think that whatever that happens in this world, uh, whatever happens in the world comes from other people or it happens automatically. À, tôi tin rằng không có một điều gì xảy ra ở trong thế giới này mà không nằm ở trong sự tẩy trị của Đức Chúa Trời. I believe that there is nothing that happens in this world uh, that is not under the sovereignty of the Lord. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng duy nhất tẩy trị mọi sự. Nếu những việc không được Đức Chúa Trời cho phép xảy ra thì tôi tin rằng nó sẽ không bao giờ được xảy ra. And because he is sovereign over all things, if God does not give permission for it to happen, I don't think it ever will. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Chúa Trời là tác giả của mọi điều tồi, tồi tệ xảy ra ở trong thế giới này để rồi chúng ta có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. But it doesn't mean that God is the cause of every bad thing that happens in this world. That we can blame. Nên nhớ là Đức Chúa Trời là đấng tốt lành trong Ngài không có một điều tồi tệ và xấu xa nào. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu Đức Chúa Trời cho phép những điều tồi tệ xảy ra thì nó mới xảy ra, nhưng mà Đức Chúa Trời không phải là tác giả của những điều tồi tệ đó. And remember that if the uh if the Lord allows something bad to happen, it does not mean that he is the cause quý vị còn nhớ uh, Joseph nói gì về các anh của Joseph là những người đã gây ra những điều tồi tệ nhất cho cuộc đời của Joseph không? Do you remember what happened uh when Do you remember what Joseph said to his brothers uh, who caused the worst thing to happen in his life? Ông quý vị xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 50 đó, từ câu 19 đến câu 20. Joseph đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? In Genesis 50:19-20 it says, but Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? Lý do mà Joseph nói câu này đó là bởi vì trong khi các anh của Joseph sợ bị Joseph trả thù về những cái hành động tồi tệ của họ nên họ đã đến van xin Joseph là hãy bỏ qua những chuyện cũ đi. Thì Joseph đáp rằng tôi há có thể thay mặt Đức Chúa Trời để làm việc này hay là sao? And he said this because his brothers were scared that he would take vengeance on them. So they begged him to forget the past. But he said, am I in the place of God? Và Joseph nói rằng, các anh có biết là Đức Chúa Trời là đấng đang tẩy trị mọi sự, ngay cả tẩy trị những việc tồi tệ mà các anh đã làm cho tôi không? And he said, don't you know that God is sovereign over everything, even the harm that you did to me? Và Joseph nói tiếp ở trong câu 20 rằng, các anh toan hại tôi, nhưng mà Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người y như xảy đến ngày nay và giữ gìn sự sống của dân tộc đông đảo. He says in verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Tôi thấy điều kỳ diệu đó là trong khi các anh của Joseph hại Joseph nhưng mà Đức Chúa Trời lại dùng những điều tồi tệ đó để cứu lại các anh của Joseph. And the wonderful thing is that even though the harm that uh, the brothers inflicted harm on Joseph, God used that to save their lives. Thưa quý vị, điều này cho chúng ta thấy đó. Đức Chúa Trời không phải là tác giả của những điều tồi tệ trong thế giới này. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể biến những điều tồi tệ ở trong thế giới này trở nên tốt đẹp cho những người thuộc về Ngài giống như Joseph. So God is not the cause of the wrong in this world, but he can use it to transform it into blessings for his people. Như tôi đã nói, Lý do có những điều tồi tệ xảy ra trong thế giới ngày hôm nay là vì Đức Chúa Trời cho phép nó xảy ra. And like I've said, the reason bad things take place in this world is because God has allowed it to happen. Và mục đích Đức Chúa Trời cho phép những điều tồi tệ này xảy ra để cho chúng ta thấy được Đức Chúa Trời là đấng tốt lành như thế nào và ân điển của Ngài dành cho con người là lớn như nào. And this happens so that we can see how good God is and how great his mercy is for mankind. Nên nhớ là mục đích Đức Chúa Trời cho phép những điều tồi tệ này xảy ra không phải để tiêu diệt chúng ta mà để đem lại lợi ích cho chúng ta là những người thuộc về Ngài. Có thể những điều tồi tệ xảy ra không đem lại lợi ích gì cho những người không thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng nó sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta là những người thuộc về Đức Chúa Trời. It could be that they might not benefit those who do not belong to him, but they will benefit those who belong to the Lord. Có lẽ nhìn lại hội thánh của Chúa tại Melbourne đã trải qua nhiều thách thức trong mấy năm qua. Nhưng mà quý vị, nếu so sánh với những gì mà dân của Chúa phải trải qua trong năm xưa, không đáng là so sánh là gì. And looking back, the Church of Melbourne has gone through many trials in the past years, but it doesn't compare what happened to God's people previously. tôi tin rằng nếu Đức Chúa Đức giê là đứng đã tể trị trong quá khứ thì ngài cũng sẽ tiếp tục trị trị ngay trong hiện tại và sẽ còn tiếp tục trị trị trong cả tương lai. Bởi vì Đức giê không phải chỉ là Đức Chúa Trời của quá khứ mà ngài còn là Đức Chúa Trời của cả hiện tại và của cả tương lai. Because God is not God of the past, but also the present and the future. Tôi tin rằng lịch sử chính là câu chuyện của Đức Chúa Trời. And I believe that history is His story. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời chính là tác giả của lịch sử, bởi vì Ngài là đấng tể trị dòng lịch sử của cả nhân loại. God is the author of history because He is sovereign over the history of mankind. Câu hỏi cho chúng ta sáng nay đó. là chúng ta có thật sự tin rằng Đức Jehovah chính là Đức Chúa Trời đang tẩy trị mọi sự ở trong thế giới này và ngoài Ngài không có một Đức Chúa Trời nào khác được không? So the question for us today is, do we truly believe that the Lord is God, sovereign over everything, and that apart from him there is no other god? Nếu chúng ta thật sự tin như vậy đó thì chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục hướng dẫn hội thánh của Ngài And if we truly believe this, we should believe that God will continue to guide His church through the trials that are happening right now. Quý vị có thật tin như vậy không? Do you truly believe this? Let us stand so we can pray. Của chúng con. Dear Heavenly Father, Ngài là đứng đang tể trị mọi sự ở trong thế giới này. You are over in this world. Ngài là đứng trị trong cả cuộc đời của chúng con. You are in our lives. Không có điều gì xảy ra trong cuộc đời của chúng con mà Ngài không biết. without you knowing. Xin Chúa Ngài cho chúng con buổi sáng hôm nay hiểu được sự tể trị của Ngài. Us to your Để rồi chúng con không bị rúng động, không sợ hãi khi chúng con đối diện với bất cứ nghịch cảnh nào ở trong thế giới này. So Bởi vì nếu Ngài không cho phép, thì những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Your these will not to us. Nhưng mà Ngài cho phép nó xảy ra không phải để tiêu diệt chúng con mà để rèn luyện chúng con và biến chúng con trở nên hữu dụng hơn trong công việc của Ngài. Con cầu xin Chúa Ngài ở cùng hội thánh Chúa trong những ngày tháng tới. Giúp cho mỗi chúng con tin cậy vào chính Ngài và chỉ tin cậy vào một mình Ngài mà thôi. To help us trust in you and only you. Con cảm tạ Chúa thật nhiều và cầu nguyện. I pray. Trong danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus name. Amen. Amen. Xin mời quý vị đồng Please be seated.